đành nhủ lòng thôi giã từ kỷ niệm, cho qua bao năm mộng buồn quên dấu. Nhưng sau bao năm ngày dài qua mãi, bao nhiêu năm gặp lại nụ cười héo trên môi, bao nhiêu năm tình cạn tìm nhau đã mòn hơn, bao nhiêu năm một lần mình nhìn nhau chơi với anh ơi. Mây bay bao năm rồi, mây bay hai phương trời, bao yêu thương ngày đầu hình như vẫn còn đây. Bao nhiêu năm trong đời mưa rơi riêng phương này. Cơn mây em tên là Bùi Quang Đệ ạ. Còn em tên là Lina Nguyễn. Lina Nguyễn. Lina Nguyễn. Thật ra là anh thích giọng Lina Nguyễn và cái cách mà đặt tình cảm của Quang Đệ ngay câu đầu tiên á. Nhưng mà có cái chữ dấu phát mạnh lên nữa mà nó vuông cái chữ đó ra thì người ta lại còn không có cảm giác mình bị yếu hay bị đuối. Đó là kinh nghiệm anh chỉ cho em. Còn riêng bé thì rất là tình cảm, rất là cái mùi của những ca sĩ hải ngoại hay thể hiện đó. Đúng. Với cái bài hát này kinh khủng. Dạ, em xin cảm ơn lời bình luận của anh Đào Vĩnh Hưng. Nghe giọng nói giống như người Trung đó trời. Dạ đúng rồi, em xin giới thiệu là Bùi Quang Đệ là người gốc Quảng Nam, còn em là người Đà Nẵng. Bạn Lina Nguyễn, bạn đang sinh sống ở tại Sài Gòn đúng không hay là? Dạ đúng rồi, gốc của em là Lê Nguyễn Lina. À Lê Nguyễn Lina. Nhưng mà tên đẹp quá. Cái Lina nó Tây quá. Em nói nó Tây quá cái gì em không thích hả? Dạ tại vì là người Việt Nam mình nếu mà hát nhạc xưa mà nghe tiếng Tây quá người ta không có cảm nhận, người ta hay. Còn nếu mà nhạc trẻ thì rất là thích tên Tây. Theo như chị thấy thì bây giờ dòng nhạc xưa có những cái phong cách rất là tân và được rất là thịnh ngay bây giờ. Ví dụ như là ngày xưa thì lúc nào cũng bận đồ áo dài quê hương, còn bây giờ thì là giống như bận đầm dài hay là bận đầm chấp chóe như chị Cẩm Ly vậy đó. Cẩm Ly. Chị Cẩm Ly đó. Cho nên chị nghĩ là không có gì mà phải ngại ngùng với lại cái tên. Nói về vấn đề này thì anh xin được nói luôn với Lina, em cái đó là cái suy nghĩ đó cũ rồi.
Đó. Bây giờ mình giới thiệu tên Lina Nguyễn. Ôi mọi người đang tưởng tượng là một cái gì đó rất là dễ sợ ha. Bước ra đàn nhũ lông thôi. À, đúng rồi, đúng rồi. Bất ngờ, mình phải chơi bất ngờ. Đấy. Nhưng mà em ơi, cái tên Lina đó là tên trong cây xanh của em hay như thế nào? Dạ, tên cây xanh của em là Lê Nguyễn Lina. À. Lê Nguyễn Lina. Tên đẹp. Em nói là tại vì hồi nãy em có chia sẻ là tại vì cái tên Lina Nguyễn mà em hát nhạc trữ tình thì em nghe em sợ mọi người sẽ không cảm được. Nhưng mà chị nghe qua cái chất giọng của em, chị không biết là em có thể hát được thể loại nhạc nào khác không, chẳng hạn như nhạc trẻ. Có dạ, không? Dạ có dạ. Bởi vì chị thấy lạ là nghe cái chất giọng này của em có một cái chất giọng phải nói là rất là trầm và thấp mà rất là dày. Cho nên là bây giờ chị muốn em cho tất cả quý vị ở đây cùng nghe thử một cái đoạn nào đó nhạc trẻ, một cái thể loại khác thử coi thế nào. Sôi động luôn. Không, thiệt ra Vũ nghĩ cái bài 10 năm tình cũ không phải là một bài nhạc sến. Nó là một bài nhạc. Nãy giờ không phải là nhạc trữ tình. Chị nói sến rồi nè. Đúng rồi. Đây nè, bên này nè, bên này nói quê hương nè, mới sai nè. Quê hương là con đò dòng sông con suối. Bây giờ em hát cái 10 năm tình cũ mà theo cái phong là quê hương. Hát bài 10 năm tình cũ mà theo cái phong cách. Em nói trữ tình. Nó mới hơn được không? Nó quê hương mà, tua lại đây. Trời đất ơi, cái gì vậy? Cái gì mà nói chồng chéo lên nhau vậy? Anh Vũ nói em hát bài 10 năm tình cũ với một cách khác. Chị không muốn, chị muốn em hát khác hẳn, một cái bài khác hẳn luôn. Đúng rồi. Thể loại khác hẳn. Hát luôn. Bài phố hoa đi em. Nụ hoa thắm nhưng sầu sương bánh mơ. Hát cái gì con thích nhất đi. Thôi em nói cái gì mà em là fan bài đó đó chị. Em cảm thấy tự tin và em trời, thích. Bây giờ có để cho em hát không hay là mấy người cứ nói không là làm thì sao bà phải im đi vậy? Nó mới hát được. Và sau đây em xin gửi đến các bậc huấn luyện viên cùng các quý vị khán giả các khúc được mang tên Trả Nợ Tình Xa. Đó, đúng đó. Chất giọng này là vô. Người Trung là mình là máu lắm, đúng không? Dẫu biết tình này ta trả nợ đời, dẫu biết tình này ta trả nợ người. Trả hết tình tôi còn nợ không thôi. Trả hết, trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười, trả sống đời con hư không. Này gió gió bay về trời, này hoa sẽ rơi về bồi, còn ta từ nào cho nãy chị nghe giọng em không thể nào mà giọng này không thể hát nhạc trẻ được hết, tại vì em có một chất giọng trầm mà đầy vô cùng. Nói lại, không thể nào không hát nhạc trẻ được. Đúng rồi, đúng rồi. Thiếu một chữ không gái. Thiếu một chữ không. Có thiếu chữ không hả? Nói lại đi bà. Ôi, nhưng mà cũng hiểu ý mà, tại vì hồi nãy mình nói là mình tôi sẽ hiểu ý bà nhưng 90 triệu dân không hiểu. xin lỗi. Và chị thấy khi em hát thể loại này hơn nhiều và ra hơn nhiều. Đúng. Và chỉ cần em không cần phải di chuyển, chỉ đứng một chỗ mà cái phong cách của em chỉ cần như thế này, nó rất là ra luôn. Rất là hay. Ra cái gì? Ra cái gì là ra cái này. Ra cái này nè, bấm vô đây nè, bấm xanh nè đấy ha. Ra cái này. Lina Nguyễn thì chị đã nói rồi phải không? Còn đối với hỏi tên. À, em Quang Đệ. Quang Đệ. Quang Đệ. Dạ. Em nói giọng nẹn lên, Quang Đệ. Đệ phải không? Đệ. Đệ. Không phải quê bà đâu nha. Quang Đệ. Không phải nha. À, Bình Định của em. Đệ. Đệ. Em không phải là hát không không tốt, nhưng nó tùy bài hát, tùy cái thể loại, tùy cái tính chất của bài hát mà em có thể thể hiện. Tại vì á, Dung nãy anh Hưng nói đúng. Cái bài 10 năm tình cũ em hát nó bị hơi bị mềm. Có hiểu không?
đôi lúc tùy cái thể loại nhạc mình hát, nó có cái sự uyển chuyển mềm, nhưng mà có cái em cần phải có cái nội lực em đẩy ra. Giống như vừa rồi bài Trả Nợ Tình Xa cũng vậy, phải lực và đầy như anh Hưng nói, nó vuông tùy cái loại. Cho nên là em phải biết cách đó. Cho nên là em hát cái bài mà nãy mà bài thi của em á, thì chưa có đạt. Là em hát nó bị mềm quá, em chỉ chưa cảm thấy chưa có đã trong cái bài hát này. Và chị nghĩ rằng bây giờ chị cũng đã bấm và các anh chị cũng đã gà cần như thế này. Thì dĩ nhiên khi mà gà cần thì ai cũng muốn trở về về đội của mình. Những cái ưu khuyết nãy giờ thì chị cũng đã nói hết rồi. Thì giờ có ai nói gì nữa không? No. Nói xong nói rồi, bấm không nói rồi. nói đi không, tại vì là... Tại vì em thấy các anh chị có vẻ rất là hào hứng với lại với cặp song ca này. Thật ra thì những cái điều kinh nghiệm các anh chị đã chia sẻ với hai bạn rồi, nhưng mà đối với bạn nữ thì Nui chỉ có một cái lưu ý nhỏ thôi, đó là bạn có thể nào tiết chế bớt cái khẩu hình của mình lại một chút, vì nó thứ nhất là nó làm cho bạn không có trả hơi về kịp, và không biết cái đó là do bạn cố tình hay là do bạn nó là thói quen. Trời xanh, sao để vậy? Chắc tại là em hát là em máu quá. Máu quá, đúng quá, rồi quá. Với lại cái miệng của mình, cái khẩu hình miệng của mình mà nó ít điệu đi một chút thì cái mình sẽ hát con gái mà sống điệu. Không phải, em không đồng ý với quan điểm này. Tại vì các anh các chị biết, thưa các anh các chị, là đôi khi mà đâu có nhất thiết mình phải mở cái khẩu hình miệng của mình nó thật to. Vì khi mà mình mở khẩu hình miệng của mình lớn quá, hơi nó trào ra ngoài hết thì trời đất ơi. Sao nó không trào đi trời. Đó là cái cảm nhận của em. No no. Dạ. Đôi khi đó là cái khẩu hình miệng như là đặc trưng riêng của khó mọi người. Nếu mà thật sự cho hết người. Không. Cho luôn. Nếu mà bạn hát được như khẩu hình miệng của anh Hưng thì nãy giờ những nốt cao bạn đã xử lý được rồi. Chứ không phải là nó bị trào hơi ra như thế, phải làm cho nốt cao của bạn nó rất là trong trên và non. Thì thực sự thì theo anh thấy là bạn hát cao độ cũng vừa phải, cũng không có cái gì mà quá anh thấy là có thể chấp nhận được. Đúng. Nên là em vậy thì có quyết định ngay luôn trong đầu em luôn. Nó đã chê em thì chỉ còn nghĩ tới hai người này thôi. Nha. Hai cái đường lai này thôi, đang nghĩ tới hai đường lai này thôi. Và chị Tuyết có ý kiến chị không Tuyết. Không. Theo như là em nghĩ đó, là Nu á, ý của Nu nói á, nếu mà cái khẩu hình mình tiết chế lại bớt cho nó đẹp một chút xíu. Không. Tại vì em cảm thấy rất là tiếc, tại vì khó làm để kiểm soát được cái làn hơi á. Này gió bay về trời. Đó là điệu rồi. Không có, cái này đâu hát vậy đâu. Em hát gió, gió, em hát lại, em hát lại, em hát lại. Em thấy này gió bay về trời, này hoa sẽ rơi về cội. Anh chưa nghe cái kiểu đó bây giờ. Từ nãy giờ bé này hát không hề có giọng nào kiểu đó. Rất là mạnh mẽ, rất là máu lửa và rất là đúng kiểu người Trung luôn. Trời ơi, đừng ăn hiếp em của tôi. Tức ghê vậy đó. Em ơi, nó qua đây nó giả bộ hiền thôi, chứ bên kia chỗ đập bàn đập đồ nó nhảy lên bàn nó ngồi nó. Tôi biết cưng quá mà. Không thôi. Tôi biết em quá mà no. Thôi mà. No I know. Không. Em thật là xuất sắc. Rồi, trời đất ơi. Nói nghe nè. Chị hiểu ý của Nu, có nghĩa là em tiết chế cái miệng lại, đừng có ấy quá chị, cho nó bớt xấu. Chắc có lẽ là như vậy. Với lại thật sự là chị thấy lúc em lên cao nó hơi non một tí. Dạ đúng. Nhưng mà cái quãng trầm của em tuyệt đẹp. Và chị rất là thích, bởi vì chị không có quãng trầm đẹp, cho nên ai mà hát quãng trầm chị rất là thích. Thì cái đó là cái góp ý của chị dành cho em. Còn về bạn trai đó, thì không biết là tại cái chất giọng của bạn, là cái chất giọng nó nức nở, bình thường nó nức nở vậy rồi, hay là bạn cố tình nức nở để cho nó tình cảm, mình Tuyết không hiểu. Nhưng mà nếu như bạn cố tình á để cho nức nở cho nó tình cảm á, thì Tuyết nghĩ là nên tiết chế cái đó lại bớt chút. Mình hát cái tình cảm nó xuất phát từ trong cái trái tim, trong cái tâm hồn mình nó ra, chứ không phải là mình nức nở trong cái kiểu mà nó ẹo ẹo thì không biết nói sao, nhưng mà đại khái như vậy thì đó là tình cảm, hiểu không? À, hiểu rồi, để Hưng giải thích cái ý cho em. Okay. Không có nói được Hưng, không có giúp giùm em đi Hưng. Cái cách hát của đệ đó anh rất là hiểu, có nghĩa là em chưa hiểu được cái nhân vật ở trong bài hát này nè. Khi mà họ, cái cuộc tình của họ bị đổ vỡ, họ gặp lại cái người yêu đó, có cái sự tức giận trong đó ha, sự nhớ thương và cái sự giống như là muốn khẳng định trong đó nữa.
đó, nhiều thứ lắm luôn đó. Thì em phải biết là trong một cái tâm trạng của một người đàn ông có quá nhiều những cái cảm xúc ở trong một quá khứ, và bây giờ gặp lại người yêu của mình thì nó phải được diễn tả thế nào. Có thể là em còn chưa có kinh nghiệm, em nên chọn, em đã chọn cái cách mà nức nở để diễn tả bài hát này, đó là sự lựa chọn của em. Trong cuộc đời của mình có khi lựa chọn sai, có lựa chọn đúng, nhưng cái nức nở đó có rất là nhiều người thích nữa, chứ không phải là không thích em. Sự cố gắng của em chúng tôi ghi nhận rất nhiều, mong là mình sẽ tiếp thu ý kiến và sẽ hát hay hơn nữa, giảm cái nào không cần thiết lại để mình có thể hoàn thiện mình hơn. Với còn em gái, đúng là em có cái giọng hát rất là sáng, rất là vòm. Và bây giờ thì không còn nói nhiều nữa, mất thời gian ha. Thì chúng ta quyền quyết định thuộc về hai em. Em sẽ về với đội nào? Theo các bạn thì hai em ấy sẽ về đội nào nhỉ? Thấy không? Cái thả nó nghe nè. Hình như nãy chị nghĩ là chị phát hiện ra cái chất giọng của em nó còn có thể thể hiện cái thể loại khác. Đó, đúng là cái kinh nghiệm. Là cái nhạc trẻ đó, cho nên là chị nghĩ chắc là chị nhìn thấy ở em, cho nên chắc là công lao của này là thuộc về chị Ly. Công lao thuộc về chị Ly. Và chị Ly là người quyết định sáng suốt. Ý là Hương sẽ không dùng những lời nặng nề quá để dành các em ấy về với Hương đâu. Xin chúc mừng chị Ly. Chị Ly là người phát hiện ra em nhiều nhất trong ba huấn luyện viên. Trời, sao bữa nay hiện vậy? Rời xa vòng tay của riêng anh, chạy theo cơn mơ, chạy theo hạnh phúc ở nơi nào, chỉ mỗi anh nơi này nâng niu những thương ấy. Và khi anh lặng lẽ chôn giấu bao buồn vui gói trong ngăn đựng những niềm đau, tháng tháng anh trang mang, anh lạc lối giữa bao làn gió đang hát vu vơ. Từ năm đôi tay anh mơ màng hình dung em đang trốn đây. Hình dung em đang ôm anh lúc này, mình anh bên những tháng năm âm thầm đổi thay, mình anh bên những chân chưa một lần nói, mình anh với trăng vương bên thềm nhớ ai, hương tóc mềm để thấy không gian dài dẫu thế, mình anh mỗi đêm ru em vào một giấc mơ có em về. Rồi mai đây ai thấy anh yêu em, mình anh với riêng anh trong đời vệt nắng trên cao vơi vợi, thời gian nhẹ khâu vết thương anh. Mình anh bên những tháng năm âm thầm đổi thay, mình anh bên những chân chưa một lần nói, mình anh với trắng vương bên thềm mình nhớ ai, hương tóc mềm để thấy không gian dài giống thế, mình anh mỗi đêm dù anh vào một giấc mơ có anh về, dù mai đây ai thấy anh yêu em, mình anh với riêng anh trong đời Việt Nam trên cao vơi vơi, thời gian nhẹ không vết thương anh. Mình anh bên những tháng năm âm thầm đổi thay, mình anh bên những chân chưa một lần nói, mình anh với trắng hương bên thềm mình nhớ ai, hương tóc mềm để thấy không gian dài dòng thế, mình anh mỗi đêm dù em vào
với riêng anh trong đời. Vệt nắng trên cao vơi vơi, thời gian nhẹ khâu vết thương ấy. Mình anh với riêng anh trong đời. Vệt nắng trên cao vơi vơi, thời gian nhẹ khâu vết thương anh. Hai bạn tên là gì? À, xin chào các vị huấn luyện viên. À, em xin tự giới thiệu, em là Quang Tiến và đây là Bảo Sơn. Hai bạn là bạn thân của nhau hay là? Dạ, dạ tụi em học cùng trường ạ. Khoan nha, nội bộ trước. Cảm ơn mấy anh mấy chị. Có gì tặng cho em mà. Chị thấy em ngồi em hát là bài của em phải không? Dạ, không phải bài của em. Sao là em bài... hát? Em dạ, hát say mê chung luôn. Vì hay quá. Dạ, vì hay quá. Vì hay quá. Sao nó xin phép mà mình thấy không lễ phép vậy? Cái vòng tay mà giống như viên đạn. Dạ, tại vậy. Vì cảm ơn vì đã tặng cơ hội này cho ủa, em. Ủa, đâu có tặng đâu có chọn đâu mà tặng. Thì không chọn mới là tặng à. Anh nói giỡn với em thôi. OK, bây giờ nha, anh nhận xét như thế này. Tức là ủa sao vậy? Đang đầu... nói mà. Không, chị thắng rồi, không có cần dành. À luôn hết nói rồi hả? Dạ không phải hết nói, nhưng mà mình cứ để cho mọi người góp ý cho mấy em trước rồi lát nữa tới sau. Okay. Mình còn đi dài với nhau, từ từ. Ý Nu là nói bên này nói trước rồi xong rồi bên này là hốt hàng về một lượt luôn. Rồi. Tức là cái đoạn đầu hai em hát á rất là hay, tuyệt vời. Hai em bỏ nhỏ cái nuance tất cả mọi thứ tuyệt vời, là anh Vinh Hưng là chuẩn bị đã chọn rồi. Nhưng mà tới cái đoạn mà cao trào đó, anh thấy nó hơi bị lan man, nó chưa có được hoàn hảo, nó chưa có chính xác. Tức là mỗi em hát riêng có thể là nó hay, nó ổn rồi, nhưng mà khi mà đi chung với nhau á, là tất cả những cái hit nó phải đúng và nó chặt chẽ hơn. Dạ em cảm ơn ạ. Chúc mừng hai em. Riêng Hưng thì tôi thấy thế này, giọng hát rất là màu sắc. Hát mà kiểu dùng nửa hơi trên như vậy rất là khó, không dùng cổ rất là khó. Không phải dễ là nó tiếng làm rất là tuyệt vời, nhưng mà anh cần một cái sự bùng nổ nó khác biệt ở phần đầu đi, thì nó chưa tới đâu, chứ không phải là không có, rần rần hơn nữa. Tại cái kiểu nhạc này nó sẽ làm cho người ta phấn khích hơn khi mà mình đẩy cao trào nó bùng nổ, và cách diễn của mình vậy nó da màu hơn một chút xíu, nó cái nghệ sĩ tính của một người nghệ sĩ nước ngoài ấy, đặt vào trong cái bài hát này nó sẽ điên hơn một chút thì sẽ hay. Nó chỉ ở mức an toàn và khá hay đó. Còn với anh thì bè tụi em gần như là khớp rồi đấy. Phần đoạn bỏ không nhìn nhau mà rất là dính chính xác. Theo thấy là đây là một trong những cái vũ khí lợi hại tiếp theo của đội Nô Phước Thịnh. Chúc mừng hai em. Chị hơi bất ngờ về cái giọng hát á, với lại cái ngoại hình của Tiến. Tiến có một cái giọng phát âm rất là đẹp mà nghe rất là dễ chịu, nghe rõ từng chữ luôn. Còn nói về về Sơn, em bè rất là tốt. Em hát cái giọng đó em bè như vậy rất khó. Nhưng mà có điều là chị hơi tiếc tí xíu là nó hơi bị nhỏ quá. Đôi khi chị không nghe được. Đôi khi đúng là bè, nguyên tắc bè mình không được hát quá lớn, nó sẽ át cái giọng chính đi, nó không hay. Nhưng nó cũng phải vừa cân bằng để chị có thể nghe được. Hơi bị nhỏ quá, em cái âm lượng của em hơi bị nhỏ quá, nằm lên nó mờ mờ không nghe. Tí xíu lên nữa thì nó có sự hòa quyện và mình nghe nó hay hơn. Đối với chị thì bài hát này hay, và chị ấn tượng nhất là cái phát âm, cái giọng, chất giọng của Tiến. Chúc mừng hai em, hai em đã được sự bình chọn của chị Nu. Có đôi bài không nhất thiết và chúng ta cần phải sự bùng nổ quá nhiều. Có những bài hát chúng ta ở mức thưởng thức và nó làm cho cái bài hát đủ sâu và đủ phê. Theo như cái melody của bài hát thì từ lúc đầu bạn nó có chỉnh lại một chút, hát một cái cách hoàn toàn khác. Chính vì làm cho Nu không thể nào mà ngồi yên được. Nu đã hát theo nguyên một bài hát và Nu cảm thấy rất là thú vị với cái phần chỉnh sửa một chút đó của bạn. Còn về những phần hòa phối thì cứ yên tâm, về với nhau sẽ đầy hơn, sẽ đủ hơn. Có những dòng nhạc, có những thể loại nhạc mình không cần phải gào thét lên, miễn là em hát làm sao cái người ngồi kế bên hiểu được là em đang truyền đạt cái tâm trạng của cái bài hát đó là cái gì. Khi mà Nu nó chạm vào trái tim Nu, ngồi Nu hát mà chị nghe thành tam ca chứ không thành song ca nữa. Nu hát hết cả một cái bài này, mặc dù chị nói thật lần đầu tiên chị nghe bài hát này, nhưng mà chị feel được, cảm được tụi em, và chị rất là thích tụi em bè với nhau rất là quyện. Cho nên chị rất là thích cái phần trình bày của tụi em. Còn phần vấn đề là sau này mình có những bài hát khác mình muốn bùng nổ hơn thế nữa thì mình sẽ tính tới. Và chị và Nữ Phước Thịnh rất là vui khi được chào đón các em vào đội của chị. Thank you.
gọi nắng trên vai em gầy đường xa bay nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say lối em đi về trời không có mây đường đi suốt mưa nắng lên thắp đầy gọi nắng cho cơn mưa chiều nhiều hoa trắng bay cho tay em dài gửi thêm nắng mai bước chân em về nào anh có hay gọi em cho nắng chết trên sông dài xin ơn đời trong cơn mê này gọi mùa thu tới tôi đưa em về chân em bước nhẹ trời buồn gió cao đời xin có nhau dài cho mãi sau nắng không gọi sâu áo xưa dù nhau cũng xin bạc đầu gọi mãi biển cao gió bay áo em bây giờ mới sẵn nếu mây gọi tên em mãi suốt cơn mê này. Dốc hết tình này ạ, ta trả nợ đời ạ. Trả hết tình tôi còn nợ không thôi. Mắt đã mù loà vì đợi tin xa. Nào biết ngày sau trả nợ tình nhau. Trả hết cho người, trả luôn mất môi nụ cười, trả xong đời còn hư không. Này gió gió bay về trời, này hoa sẽ rơi về cội. Còn ta đường nào cho ta? Em ơi em anh không thể nuôi bao nhiêu yêu thương này. Nhớ mong hoài. Em ơi anh không thể nuôi bao nhiêu yêu thương này. Chờ nam cao có ha, nam trầm có ha, một giờ thông nữ quả thật sẽ phải khó để mà có thể hòa quyện những cái giọng hát này, tưởng chừng như là rất là khác biệt. Mỗi người đều có một cái thế mạnh và
điều ở đây Nu cố gắng Nu quan sát, nhưng mà thực sự cũng rất là khó để tìm ra được một cái lỗi ở đây. Và quan trọng cùng điều nữa là các bạn còn tôn vinh nhau lên nữa. Và Nu cũng đang thắc mắc một điều là giống như đội của chị Cẩm Ly và đội của Nu là giống như là những cái cặp mà khỏe là để xuống dưới hết, còn anh Hưng là anh chơi ngược lại là để anh đầu hết hay sao? Tại vì anh còn một cái khỏe hơn. Nhưng mà Nu phải nói một lời xin chúc mừng cho anh Đàm Vĩnh Hưng và anh Dương Trường Vũ đã có một cái cặp đôi tuyệt vời như thế này. Bốn thí sinh này vào đội Đàm Vĩnh Hưng là đúng, là bởi vì cũng máu lửa giống như Đàm Vĩnh Hưng và Dương Trường Vũ vậy. Rất là máu lửa. Nhưng mà Nhật Minh ơi, Nhật Minh là người khó nhất trong đây, là bởi vì Nhật Minh đảm nhận câu hát đầu tiên, Gọi Nắng. Nói không sai, thì lúc Minh hát chữ Gọi Nắng đầu tiên, có vẻ như là đang trong một tích tắc nào đó, chưa có sẵn sàng để hát cái chữ Gọi Nắng. Chỉ có với một chút xíu ở chỗ đó thôi. Còn tất cả các bạn là đều tốt hết trong cái tiết mục này. Cho em bổ sung một chút ý được không anh Hưng? Mời Cưng, mời em. Dạ, tại vì các bạn khi mà vào đội của ông Đàm Vĩnh Hưng, điều mà các bạn được thừa hưởng lớn nhất đó chính là kho gia tài, kho tài sản lớn nhất đó chính là cái kinh nghiệm, cũng như là, đúng không chị, kho gia tài đúng không? Kho gia tài, thì chị đâu nói gì đâu, chị nhắc lại lời em nói thôi. Tại vì Nu hay xem anh Đàm Vĩnh Hưng diễn lắm, cho nên là bốn người như là bốn cái bản mẫu của Đàm Vĩnh Hưng vậy đó. Trời ơi, hết hồn tưởng Nu nói kho hột xoàn chứ. Thì dĩ nhiên kho hột xoàn là anh Đàm Vĩnh Hưng anh có. Cảm ơn em, cảm ơn Nu. Bốn bạn làm bốn giọng ca đầy nội lực. Bạn Minh là người hát câu đầu tiên Gọi Nắng. Và nó là làm mất hồn luôn. Một cái gì đó rất là mênh mông, một cái rất cao vút. Và bạn Linh cũng không hề nao núng mà thể hiện câu đó. Tuy rằng là cái khoảng nó em hơi cố gắng nhưng mà cũng làm rất là tốt. Phải nói là rất là xuất sắc trong cái tiết mục đầu tiên này. Chúc mừng bốn bạn. Chị Ly, cho chút kinh nghiệm đi. Trời ơi, khen hết trơn rồi. Thật sự đối với Ly trong tiết mục này có lẽ là ấn tượng về giọng hát thì có lẽ là chắc sẽ dành cho Nhật Minh. Bởi vì một chất giọng rất là cao vút nhưng rất là sạch. Và một người nữa thì thấy cũng rất là tội. Tại vì anh ấy là lúc nào cũng giữ cái phần bè. Mà khi mà bè đó thì hát nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ để mà nâng giọng của bạn hát chính lên. Thấy thương lắm, đó là tiếng. Còn nói về Minh Uyên thì bài đầu tiên á, thật sự nó không thấy em đâu hết. Nhưng qua bài thứ hai mới thấy được một Minh Uyên rất là mạnh mẽ. Và đặc biệt giống như ở đoạn mà cao trào khi em bè cho Nhật Minh ở đoạn cuối thì mới thấy em tốt hẳn lên. Chúc mừng tiết mục, phải nói là cảm thấy rất là hào hứng khi xem tiết mục này, một tiết mục mở màn tốt. À, sung sướng quá, cảm ơn. Bộ nói khen, trước đi. Cố ý khen cho nhiều chứ bộ cho nhức đầu chơi vậy đó. Nãy giờ là mấy anh chị nói về các thí sinh nhiều rồi. Bây giờ thì Vũ cho Vũ một giây để Vũ nói về cảm xúc của Vũ nha. Yeah. Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều, mà ân tình đó trả lại bao nhiêu. Đời em là cả ước muốn tương lai, còn tôi giờ chỉ tay trắng đôi tay, làm sao chung đường chung bước. Xin em đừng nhắc tên tôi làm gì, ngờ như không biết hay tìm quên đi. Từ khi em nỡ cất bước ra đi, lòng tôi đau xót giây phút phân ly. Ước mơ còn ước mơ gì, ngoài trời đổ mưa như mưa trong lòng, mưa rơi ướt đôi tâm hồn, tình yêu chắp cánh bay cao mang về
trả lại chẳng sao. Anh biết trong anh em khổ vì ai, em khóc vì ai. Ngày vui đã tan, nhân tình thế thái còn lại đông cho tàn. Em muốn kêu lên cho thấu tận trời cao xanh rằng tình em yêu sao giống đời đóa phù dung. Sớm ngỡ tôi tàn xót xa duyên mình chưa thấm đành dở dàng. Thuở xưa ngày đầu của nhau nhau anh đón đưa em về nhà chẳng được hiền hòa. Ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà. Ngày nay mình đành bỏ nhau canh vắng bơ vơ sầu đau. Mình đành bỏ nhau được mời, xin được mời người có cái nút ruồi thiệt ở trên khóe môi để nói. Ồ, bên kia là giả hả? Chấm nhưng mà chấm. Giả. Dẻ nhưng mà giả. À, dẻ chứ không phải giả. Hơi bị ngợp á Hưng ơi, đỏ quá. Nhìn hướng luận viên đỏ vậy trên kia còn đỏ hơn nữa, dễ sợ cho trấn áp ban giám khảo à, huấn luyện viên quá à. À, hai bài hát kết hợp rất là ngọt ngào. Nói về sớt ơi, bớt căng thẳng chưa? biết ngày căng thẳng lắm, căng thẳng nở nụ cười xem sớt. Cậu này là căng thẳng 24/24 thì đó, căng thẳng lắm. Mà hồi nãy vô được cái câu đó, Vũ quay qua dòm tôi cười chứ bộ. Không biết chứ bộ. Sớt có một cái giọng hát, cái chất giọng khi cất lên nó có một chút đặc biệt. Minh Thảo, em hát thể loại này rất là ngọt ngào, nhưng có một cái chị nói không biết em có cảm nhận hay không, em bớt miết cái chữ đi, nghe nó cứng lắm. Còn nói về Thắng với Trọng, hôm nay mình hát kể cả sớt luôn, ba người
có một tí xíu, một vài chỗ nó cứ chệch choạng về cái cao độ, nó không được chính cho lắm. Và trọng thì cái đoạn cuối em đau khổ quá trọng ơi, đau khổ cực kỳ luôn. Không biết anh Hưng chỉ hay sao vậy? Thôi em có. Trời ơi đau khổ coi như là thấy rõ ràng là quá đau khổ chứ không phải đau khổ. Lê quên rồi hả? Hả? Người ta là diễn viên múa. Ok, cái đó đau khổ, mình đau khổ từ trong đây đi. Mình đau khổ ra ngoài quá, nó hơi bị dữ dội quá. Không biết là quay qua Minh Thảo có cảm thấy là cắn rứt lương tâm khi mà làm cho anh Trọng đau khổ dữ vậy không? Nói chung là một tiết mục rất là ngọt ngào. Xin cảm ơn. Mời Minh Tuyết và bạn em Nu. Gì cười? Em Nu. Hồi nãy giờ chị Ly với lại Đan Trường cũng nói hết những gì mà Tuyết suy nghĩ hồi nãy giờ. Và thấy được điều đó, đúng là không có ngờ là trong cái bài này mà cuối cùng Sết lại hát tốt, gần như tốt nhất. Tuyết thấy rằng các bạn hát á, nó không có giống như các bạn bị gằn từng chữ một á, nó không có được liền lạc. Dòng nhạc của Hương nó cần một giống như là một cái dòng suối, nó uyển chuyển từ cái chữ này qua cái chữ kia. Tiết chế lại cái vấn đề đó thì mình hát nó sẽ ngọt ngào hơn ha. Biết đi cưng. Dạ, biết rõ cho nha cưng. Đường quay nha. Đó là những cái góp ý của Tuyết gửi đến cho các bạn trong cái tiết mục này. Dạ, xong chị ký biên bản giùm em cho chị. Rồi, đây, đây. Đây chị ký cho cưng. Ký này kìa. Đàm Vĩnh Hưng 8 triệu. Bút xa là gà chết nha. Dạ. Dạ, xin mời đồng chí Nu. Nếu mà nói về đội của anh Đàm Vĩnh Hưng thì đúng là đóng mát đội của anh Đàm Vĩnh Hưng, vì chỉ có đội của anh Đàm Vĩnh Hưng mới tìm ra được những điểm như thế này. Thứ nhất là cấu trúc bài nó rất là lạ, ao cái câu em thấy anh này anh đứng hoài anh không hát, xong cái em chờ coi ủa sao hát hết trơn rồi, chết rồi, gần ao rồi, giờ anh ao sao, anh ao một cái câu nó ngược trở lại của, tức là anh chỉ đợi đúng câu ao đó thôi. Và tất cả mọi thứ là đều có lý do, chẳng hạn như chị Ly lúc nãy, chị Ly có góp ý cái bạn Thảo là hát miết cái chữ á chị Ly. Yeah. Rồi thì thật ra chị là hình như là anh Hưng anh có ý đồ hết. À, vậy hả? Vậy ngay cả cái tạo hình cũng như là ngay cả cái tóc, ngay cả câu hát cũng có cái sự ý đồ hết. Và hát cái kiểu miết kéo cái micro là em cũng thấy có cái ý đồ ở trong đó. Vậy bây giờ thôi giờ thì như là dòng dấu luôn, dòng lô diện. Alo diện. Dòng lô diện. Em đã nghe anh Hưng ảnh phán một câu xanh rờn đó là ảnh lôi vô luôn đó. Dạ vậy bây giờ đúng hay sai? Giờ anh Hưng nói đi anh Hưng. Thì mọi người thấy đúng hay sai? Mọi người có cảm nhận không? Để anh Hưng giải thích đi. Đúng là chị Ly đã nói những cái lời nó hết sức là đúng chính xác luôn. Cái dòng nhạc này khi em hát nhạc trữ tình á, đừng có miết mà đè cái bài hát cái chữ nó quá, nó sẽ bị dẹp ra về Sớt á. Để nói cho mọi người nghe, để nói Sớt mà giữ bình tĩnh là một công việc khó hơn là lên trời đó, lúc nào nó cũng quýnh quán, lúc nào cũng lo sợ. Đại ca cả thấy nhìn hát được chưa đó. Mà Hưng đã từng đem Sớt và Minh Thảo tới một cái nơi phòng trà để tập riêng 12 giờ đêm để sửa một nốt một thôi, không làm được, nó sợ lắm. Mỗi lần gặp Hưng nó quýnh quán lên là xong nói mày về mày ngay lập tức liền không được hát giống như vậy nữa nha. Đó, thế là 6 giờ sáng gửi cho tôi một cái tin nhắn, quá trời những cái giọng luôn, hát đúng một câu đó thôi mà hát khác hẳn luôn, một cái sự phấn đấu rất là tốt luôn. Về Thạch Sớt là một nhân vật rất là kỳ lạ thiệt, bạn này lạ lắm luôn á, lạ ơi là lạ luôn, hàng lạ nói thiệt. Nhiều lần bạn ấy cứ đề nghị là đại ca ơi có thể cho em hát dự thiên một bài Khmer nào không, trời đất ơi. Là bạn ấy là người Khmer, thế mạnh bài Khmer, và bạn ấy đã bỏ một đêm để dịch cái bài Xót Xa ra bằng tiếng Khmer luôn. Thôi cho hát đi, cho hát thử đi một câu thôi, thử một câu đi cưng, cho mấy anh chị ngạc nhiên, cho Quang nghe tông, nghe tông. Quang xuống pha. Em xin gửi đến một ca khúc Xót Xa. Thôi thôi thôi, một ca khúc. Cái gì một ca khúc chữ vậy? Bạn ơi. Chắc cái này tới ngày mai quá. Man man chật bóng sờ lanh ôn clang pin. Bong song tự bên anh pro tê thơ lâm tê lây. Về lôn đách chất miên cu thức mây. Nồng truông bong chướt lè. Ôn plex trọc sre ôn nơi đây thường. Anh Hương ơi, em nghe nói tiếng một chỉ.
Đó. Dạ, cho em xin phép em nói một câu thôi. Tại vì quý vị biết không, cái bài này tập là rất là nhiều lần, cho nên là tập riết mà đến nỗi mà không còn hồn vía gì hết trơn á. Em mới nói là thôi sếp ơi, bây giờ ông cứ nhìn tôi, ông cứ tưởng tượng nào hoa hậu nào cũng được hết trơn, ông cứ có hồn liền thôi à. Nó nói ừ thôi được rồi, để tôi hát nhắm mắt. Rồi xong rồi bắt đầu em nói ôi trời được rồi đó, ok. Rồi bắt đầu cái nói ông tưởng tượng hoa hậu nào gì? Tôi tưởng tượng hoa hậu Campuchia. Nói là dạ cảm ơn. Ok, rồi bây giờ nhận xét như các anh các chị đã đưa ra những cái ý kiến nó rất là chính xác. Sớt đã lội ngược dòng một cách rất là ngoạn mục. Chúc mừng em và chúc mừng luôn cả Thắng Trọng nữa. Tình yêu lúc có như không.
rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Và hoàn thành xong thì chúng ta sẽ nghe những lời góp ý, những lời nhận xét của những người có nhiều kinh nghiệm biểu diễn nhất nha. Xin mời chị Tư. Lại là một sắc màu đỏ, có một sự tính toán không hề nhỏ. Tiết mục này độ dễ thương rất là nhiều. Cất tiếng hát câu đầu tiên á, xuống một cái nó rất là ngọt ngào. Yeah. À. Con nghĩ rằng ở nhà mà giống như cô đã từng tâm sự đó, chắc ở nhà mà xem được bà nội bà ngoại thế này là cảm thấy rất là vui. À có hả? À. Cháu nội cháu ngoại. Con nghĩ như vậy là cô đã cảm thấy rất là hạnh phúc rồi. À, dạ. Còn về bài hát của mình thì ở đoạn bè bé Tuyết con bị một tí xíu chỉnh choạng. Dạ. Về phần bè nó không có được chính xác cho lắm. Đó, chứ còn nói chung tổng thể thì tiết mục này Ly chỉ dùng lại một lần nữa là rất là dễ thương. Cảm ơn, cảm ơn. Anh Bố. Phải nói đây là một sự kết hợp rất là ấn tượng, tạo cho người xem có cảm giác rất là mới mẻ. Và với dòng nhạc Bolero, phải nói rằng là rất là hay. Và Đăng Trường rất là ấn tượng cho cái cặp hai mẹ con Kim Trang và Kim Tuyến. Riêng là bạn Kim Tuyến thì có thể nói ngày hôm nay là em thoát khỏi hoàn toàn cái bóng của mẹ em luôn. Em đã làm một cái gì đó rất là lạ cho dòng nhạc Bolero. Em đã pha Ja Blue, hát theo kiểu rất là bay bay và lãng mạn. Và anh rất thích cái kiểu hát của em. Xin chúc mừng tiết mục này. Chị Bảy. Hồi nãy giờ chị Bảy coi cái tiết mục này mà cái miệng khép lại không có được á. Cười miết luôn từ đầu tới bây giờ. Cười mà trong một cái niềm gọi là thích thú, vui á. Rất là hạnh phúc, thích thú. Đó là một cái điều thành công của hai cặp đôi này đã đem đến cho tiết mục này. Còn về cô Hương với chị Thảo hả? Hương Thảo, Hương với Thảo. Dạ, cô Hương với chị Thảo. Cô Hương làm con nhớ mẹ quá luôn á. Tại mẹ con rất là thích hát. Và mẹ con cũng có lén lút đi học hát. Dạ, nhưng mà hát không tới đâu. Cô làm cho con thấy rằng là cái âm nhạc á, nó vô bờ bến. Và mình ở độ tuổi nào cũng được, miễn mình yêu thích thôi. Mình cứ làm hết cái lòng của mình. Mình làm hết cái sự yêu thích của mình. Con rất là cảm ơn cô đã đeo đuổi cái ước mơ của mình và lẫn yêu thích và làm hết mình, xả hết mình về cái âm nhạc. Xin cảm ơn. No, có nói gì không? Xin lỗi. Không sao anh, nhưng mà thôi thì tiết mục này xin cho phép nụ không có ý kiến. Nụ chỉ muốn thưởng thức và cười vui như thế. Vì một tiết mục quá hay phải không à? Cảm ơn em. Thôi lúc đầu nụ vô nụ có nói một câu này, nụ có nói một câu này. Trời ơi, anh Hưng anh đem vô 4 cái bao lì xì. Mà thật sự là 4 bao lì xì thiệt. Bởi vì cô đem đến niềm vui, chị đem đến niềm vui, em đem đến niềm vui cho tất cả mọi người trong tiết mục này. Vũ nghĩ là âm nhạc á, ngoài nó đúng nốt, đúng tông, đúng này, đúng nọ ra, cái quan trọng nhất của nó là khơi dậy cảm hứng của con người. Và hôm nay, 4 người đã làm điều đó rất tuyệt vời. Vâng, để có, quý vị có biết không mà, ngay từ ngày ráp với ban nhạc, là tụi Hưng đã mắc cười từ đó rồi, đã cười vui ra từng câu hát, nhất là cái phần đọc rap đã lên đỉnh điểm nhất. Hưng nhiều là muốn đập đầu vô tường. Thì khi mà đạo diễn âm nhạc Phương Uyên đã quá mạnh tay đó, và đã quyết định sáng suốt khi mà cho đọc rap. Nhất cái đỉnh cao nhất vẫn là bà ngoại. Ngoài đọc rap là mà lúc đầu cô rap rất là hiền nha. Thương nhau mấy núi cũng treo mấy sông cũng lội. Cho nên mình nói là vậy, cô phải làm cho nó. Thật ra thì mọi thứ đều làm cho tụi Hưng rất là hãnh diện lắm. Rất hãnh diện, những lời nhận xét của chị Ly rất chính xác và những câu nói của Minh Tiết cũng vô cùng là dễ thương và hợp lý. Thôi thì sức của chúng ta đã như thế, đã làm tới nơi, tới chốn, tận cùng những gì chúng ta có rồi. Thì cảm ơn sự đón nhận của mọi người. Yeah.
Chúc mừng Thái Hiển và Thanh Phương. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, là thật ra anh đang dối mình. Còn anh nói đã chót yêu em rồi, là hình như anh đang dối. Vẫn chưa yêu, là thật ra anh đang dối mình. Anh đang dối mình. Còn anh nói đã cho yêu em rồi, là hình như anh đang dối em. Rồi một ngày vắng mong rất gần. Còn anh nói đã muốn quên em rồi, là hình như anh đang nhớ Rất tình. Xin cảm ơn Mạnh Tài và Thanh Tâm. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ. Đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen. Lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ, vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ. Mình đã đi chung trên con đường sáng giờ, mình đã reo neo nghe chớp bể mưa. Màu áo em đang mang cho người nặng hành trang, trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương. Đời hay nói rằng yêu là chiến ở trong lòng một kiếp. Vì mấy khi yêu mà chẳng được được người cho tương lai mãi thuyền ngược về đâu, với một tiếng tin yêu nhau mỗi tiếng.
sau. Đừng khóc cho tương lai mãi thuyền ngược về đâu. Với một tiếng tin yêu nhau, thanh sớt Minh Hảo. Một ngày nào đó nếu anh dương sẽ không còn loài người chìm trong đêm giá băng, và tình người sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu đương chỉ còn trong dĩ vãng. Em bên anh vẫn cô đơn, em xa anh dù gần, còn tim ta như đã lạnh mùa xa. Một ngày nào đó anh dương sẽ không còn loài người chìm trong đêm giá băng, và tình người sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu đương chỉ còn trong dĩ vãng. Anh bên em vẫn cô đơn, anh xa em dù gần, con tim ta như đã lại buốt giá. Trong băng giá như ánh sáng như mặt trời, không anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng trong băng giá. Mừng Nhật Minh và Minh Huyền. Nhiều lòng mình phải quên để bước tiếp. Một cuộc sống bên anh không có em, thế nhưng sao thật khó, và em đã một mình bước trên đường đời, một mình thiếu vắng anh. Làm sao em ru nổi những đêm dài, làm sao cho con tim đỡ lạnh lùng, chỉ mong em đừng để tình lạnh giá. Hãy sưởi ấm bằng ý nghĩ về em, hãy cho tình mình nụ hôn nồng say, hãy gọi thầm tên nhau trong mơ. Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ, cho vơi đi những khát khao trong lòng, cho dịu đi tình yêu.
giờ này có những điều quan trọng hơn cả sự lừa dối. Chúc mừng Xuân Thứ và Thanh Trà. Mừng Phương Trang, Phương Ly. Bơi như mộng dù
từ thuở hồng hoang đã thăng hoa. Dừng lại một lần để đắn đo thức tình. Bởi thăng hoa để rồi chờ đợi để hóa thành vọng phu. Bất tử nắng mưa tìm nhau, bão sông tìm nhau, gió chia cùng nhau, ngày là nói hoan nghiệt ngã. Chúc mừng Lê Tiến và Lê Linh. Rồi bạc màu
vết dấu tình sầu. Nhìn em giây phút muốn nói yêu em. Xin cho tôi như cơn ngủ, dù em đưa em một lần, dù em vào mộng đưa em vào đời một thời yêu. Trời vắng bóng khi lời nguyện khuất lắm nghe lạc loài kiếp sống sao mỏi mong như giọt buồn nước mắt mưa ngại ngùng héo hắt thương người về buốt xa trên đường xa mưa từng ngày thiết tha mưa bàng hoàng xót xa còn mưa mãi giữa bơ vơ đắm trong mơ. Tiết mục hoàn chỉnh từ âm thanh, ánh sáng, múa, diễn viên đồ rất là tốt. Ngày hôm nay thì người mà Đan Trường phát hiện ra có lỗi nhỏ đó là bạn Quang. Câu đầu tiên bạn vô hát rất là trầm ấm vang, nhưng mà khi mà bạn đi xuyên suốt với bạn Tâm thì bạn có những câu bị non, tiếc cho bạn, giống như là bạn không được khỏe hoặc là tâm lý không tốt. Nhờ bạn Tâm thì hát đầy đủ cảm xúc, da diết và dẫn người nghe vào câu chuyện rất là lãng mạn. Chúc mừng hai bạn huấn luyện viên. Bởi vì cái gối đó bạn không, cái gối mà bước lên nó đã trong trên rồi, mà cái gối mỏng nữa cho nên nó hơi lung lơ chút xíu. Hương lại có một cái sự nghe khác với lại em ấy chút xíu. Tại vì là Hương biết rất là rành về Đức Quang, về câu chuyện, về dàn dựng, về mọi thứ đều rất là dễ thương, hợp lý. Giọng bé Tâm khỏe ngay từ đầu đến giờ vẫn là sáng giá như thế. Quang đã hỗ trợ cho tiết mục này một cách một sự hy sinh thầm lặng, theo anh là vậy. Nói chung là khá ổn, cũng có chút rời rạc là do Tâm, do cái mảnh ghép này mới ghép với nhau, đã chưa từng có kinh nghiệm hát chung với nhau mà thời gian ngắn như thế mà hòa quyện thì quả là cái sự nỗ lực rất là lớn. Nếu vậy thì là phải dành lời khen nhiều hơn. Wow. Thế thì chúc mừng cả hai có một cái hình ảnh đẹp và một bài hát dự thi dễ thương như thế này. Mà em thật sự là biết ơn anh Hưng, chị Ly cũng như là anh Đan Trường rất nhiều. Khôn lắm. Và Nui thấy cái tiết mục của mình hai bạn làm rất là đẹp. Và lúc này Nui đang bay bổng theo các bài hát, chắc là Nui chưa có đáp xuống đất đâu. Lúc mà hai bạn diễn là chị Tuyết cứ quay qua Nui thường xuyên. Trời ơi, bài đẹp quá. Trời ơi, cảm xúc quá. Trời ơi, tại sao lại tuyệt vời như vậy? Đó, thì các bạn phải biết được rằng là
những cái giọt nước mắt này là những sao các bạn không cho một tràng pháo tay đã quá đi. Khoan, đáng lẽ chị đã định bỏ em từ vòng trước vì em không có tự tin ở bản thân mình, và cuối cùng em đã vòng này em đã thể hiện được điều đó và làm được những gì chị mong mỏi ở em. Và ngày hôm nay chị cũng muốn đính chính cho Quang một phần. Không phải là Quang không có khả năng hát to, hát lớn, hát được như vậy, nhưng mà vì ngay từ đầu Quang cũng có nói: chị ơi, cái tông này nó hơi thấp cho em. Nhưng vì có những bài hát bắt buộc phải có một người chịu lép với một người, cho nên Quang đã chịu sự thiệt thòi đó. Riêng Tâm, em xinh quá, em xinh đến mức mà chị ganh tị luôn. Những dòng cảm xúc không thể dừng lại được. Tình nghệ sĩ, chúc mừng các em. Đó là sự nối tiếp, đó là sự san sẻ và sẻ chia. Cảm ơn tụi em rất nhiều. Bởi vì hai bài hát này là hai bài hát tâm đắc của chị. Chị rất là thích hai bài hát này. Chị thấy mình vô cùng hạnh phúc. Những công sức chị bỏ ra, chị bay tới bay lui từ Mỹ bay về, chị không ngủ này nọ, mà chị cảm thấy là chị xứng đáng. Chị bay như vậy chị không hối hận chút nào. Tay trắng bàn tay anh đã biết tình ta tan vỡ tựa lòng thêm hoang dại, phận số anh nghèo biết trách ai. Đâu phải có tiền mua được hạnh phúc, phải tình yêu đổi lấy bằng tiền, mà người tôi yêu thuở nào đã nguyện thề bên tôi tròn kiếp, để hôm nay tôi phải nhận ra tôi yêu tim người có nào đâu. Cho em giấy tiền, còn một người cho em hạnh phúc, nghĩa với tình em thì chọn ai. Em ơi, tiền là giấy bạc như phù du của đời in ra, em chót mang ơn nên tình em phải trả cho người. Đừng hỏi vì sao tình ta ai chưa cách lòng, nhìn em mắt ướt mi tuôn đắng cay cho số phận tình. Tiền khổ cháy túi, có ai hiểu ta? Nhiều khi bỏ đi như kẻ không đọa đây trong cơn men đắng. Ôi đời còn lắm phong ba, biết bao giấc mộng trôi qua. Còn nhớ bao
giờ người đến với tôi như mây hương mây trôi. Trong tay không tiền đời mấy ai thương, những lúc có tiền nhiều kẻ ghét ganh. Bao đêm ngao ngán thơ dài, nhìn lên và hỏi ông trời, giờ tôi biết sống làm sao. Trời ơi! Ông trời ngoảnh mặt làm ngơ, vì đời không giống trong mơ. Kiếp người phần số riêng ai, trần gian là cõi đọa đầy, thì cớ sao gây oán thù vì danh lợi mà đau, vì kiếm tiền phù nhau. Nhưng khi có tiền thì tiền cũng có, lúc trắng tay ngàn lời nói ai nghe. Đêm nay em bỏ ta rồi, chạy theo cuộc sống đua đòi vì một chữ tiền mà thôi. Đêm nay em bỏ ta rồi, chạy theo cuộc sống đua đòi vì một chữ. Văn Hương, Thanh Vinh, anh hỏi thật, trong túi mỗi em bây giờ có bao nhiêu tiền? Dạ không, không có đồng nào. Nó hèn chi hát tâm trạng quá trời. Thưa quý vị và các bạn, sự say mê với âm nhạc có thể đoán qua từng thí sinh khi họ diễn trên sân khấu. Thật sự cái bài hát nó chạm đến cảm xúc của Noo Phước Thịnh. Khi mình muốn nghe cái bài Tiền của anh Ngọc Sơn hát á, thì có những cái đoạn anh Ngọc Sơn đọc nữa kìa, có những đoạn Ngọc Sơn diễn nữa kìa, diễn ngay trong giọng hát. Vì vậy cho nên là khi mà Nu nghe cái bài hát này của các bạn hát thì Nu thấy các bạn truyền đạt qua một cảm xúc rất là khác, và nó êm đềm, nó nhẹ nhàng hơn. Tiết mục này nó hay, nhưng anh không có chê, anh chỉ chờ đợi thôi cái phần song ca. Anh nhấn mạnh cái chữ song ca, tụi em mà đang từng người thể hiện hết cái nối qua cái nối kia, người nào hát cũng hay hết, hát rất hay, nhưng mà chỉ hết người này tới người kia, hết người tới người kia, nhưng có mòn song ca đâu. Anh cần một cái đoạn ngắn thôi cũng được nữa đó, phải hai em hát đồng âm cũng được nữa đó, không cần phải bè. Nhạc trữ tình là bè là vô cùng khó khăn, nếu bè được thì cực giỏi, còn không bè được thì phải cho anh xin một cái đoạn ngắn, hai đoạn được hai câu, phải song ca. Cho nên là anh chỉ có một chút góp ý nhẹ cho xíu thôi. Huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng khích tướng quá à. Mà khích tướng thì chắc mà khó lòng từ chối tụi em. Chuẩn bị đi, vỗ tay mạnh lên. Dạ. Đêm nay em bỏ ta rồi, chạy theo cuộc sống đua đòi vì một chữ tiền mà thôi. Trời ơi, vô phòng thu giống như có một giọng ca rồi, cái phần chỉnh mic nó nhẹ thành hai giờ. Xin mời hai huấn luyện viên nhà Đăng Trường, Cẩm Ly. Chị nghe lời của anh Hưng góp ý, tại vì muốn nói là tâm trạng của từng bạn về nói về cái đồng tiền đó, đó tiền đó, gì nhiều chữ tiền. Không phải có tiền mua được hạnh phúc. Mỗi người đều có một cái tâm trạng riêng, ý là hai bạn này sẽ nói về hai tâm trạng của mình, nó giống nhau. Nhưng Hưng muốn chừng hai ba câu thì bữa nay Ly cũng nói trong đây nó cũng có một câu. Cũng có một câu hát đổi, hứa lần sau có mấy câu nếu được vào. Thật ra đội tôi cũng nãy cũng đâu có được nhiều đâu, cũng có một câu hai câu à. Vậy sao la tôi? Thì tôi nói xong tôi là tự lột mặt nạ tôi ra luôn rồi đó. Ủa, thôi thì vỗ tay đi. Tôi yêu quê tôi, quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi, đường làng quanh co sông thu êm đềm, thả diều đá bóng nắng cháy giữa đồng, biển
trời mênh mông tôi bơi ngày ấy tiếng tu hù gọi thấy nhớ biết là tôi xa quê hương nhưng trong trái tim không bao giờ xa lời mẹ ru con hiu hiu chưa hè mùa lụt nước lũ bớt cá giữa đường kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy biết đâu tìm lại biết đâu mà tìm ngày ấy đâu rồi ngày ấy đâu rồi cho tôi tìm lại một ngày âu thơ cho tôi tìm cho tôi một ngày ngày ấy đâu rồi ngày ấy đâu rồi cho tôi tìm lại một ngày âu thơ những câu chuyện cô mẹ kể năm nào ước gì cho tôi tớ trở lại ước gì con được sống một lần được nắng nghe được về nơi mẹ cha lớn lên được ôm những tiếng yêu thương ước gì cho tôi thơ trở lại ước gì con được sống một lần được lắng nghe mùi hương lúa thơm về trong phúc ân an lành ước gì cho tôi thơ trở lại tuổi mà hát giọng chính giọng chuẩn quá trời luôn à. Chú rất là thích hai con có một cái phong cách rất là văn minh. Mới đầu thì chú cứ nghĩ là hai tụi con chắc hát chỉ hay nhạc tiếng Anh thôi. À, nhưng mà lần này chú rất là bất ngờ, hai tụi con ngày hôm nay là làm cho chú đắm chìm vào ca khúc này. Chú vẫn cảm thấy và cảm nhận được kỷ niệm và ký ức tuổi thơ của chú trong đó nữa. Cảm ơn hai con rất là nhiều, hai con làm rất là tốt. Một tiết mục theo như chú đánh giá đó là không có cần quá nhiều kỹ thuật, không có cần quá nhiều sự biểu diễn, bài hát thôi là đủ ý nghĩa mang lại. Cái cách mấy con đứng hát nó ngây thơ, nó hồn nhiên. Chúc mừng hai con đã làm rất tốt. Cảm ơn. À, hôm nay hai con đã đưa chú vào một cái không gian mà làm cho chú đã rơi nước mắt, là tại vì chú bản thân chú cũng đã xa quê từ năm 9 tuổi, thì cái cảm giác mà mình, khi mà mình không được nói tiếng mẹ đẻ, mình phải sống ở một cái môi trường nó rất là lạ, mà phải bỏ bạn bè, bỏ gia đình đi, thì nó rất là đau. Và hôm nay ngồi nghe hai con hát với một cái vị trí của một người lớn, thì chú xin cảm ơn con và cảm ơn chị Phương Uyên đã viết lại cái lời mà nó tuyệt vời đến như thế. Nó chạm vào trái tim em một nơi mà sâu thẳm mà. Em cảm thấy rất là hạnh phúc khi nghe được bài đó. Cảm ơn chị. Chú không hài lòng cách tụi con hát, nó quá sức tuyệt vời như vậy đi. Chú ganh tị, tại vì khi mình 34 tuổi chú không làm được những chuyện này. Chú hát những cái bài thiếu nhi linh tinh rồi cháu lên ba, không thể nào mà có cái kiểu văn minh và cái suy nghĩ và hát bè hay ra sao cả, hay là có một cái style riêng như vậy. Chú Hưng cứ quay sang qua chú Vũ mà nói trời ơi nổi da gà rồi. Dạ. Cái đó là thiệt, cả hai chú đều nổi da gà. Mình không đặt yếu tố tuổi tác hay là thế nào, không có, miễn sao làm tốt nhất công việc được giao, bài hát nó đi thẳng trái tim của khán giả là điều tuyệt vời. Những điều các cô chú huấn luyện viên khác nói tụi con phải chú ý và nhớ. Đó là những hành trang cực kỳ tốt cho bước đường mai sau. Xin chân thành cảm ơn các huấn luyện viên.
là giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài để mình ta với con tim khô cằn ra băng. Đêm hôm qua bỗng nhiên em nhìn thấy anh trong giấc mơ, mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ. Đêm nay mơ bỗng nhiên em lại nhớ anh trong cơn gió đông về. Phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu? Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để trắng lối em anh về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để em biết anh cần em. Và thời gian ơi xin hãy ngừng trốn đây để những dấu yêu đông đầy. Một vòng tay em khao khát một giấc mơ. Anh đã yêu em người ơi. Phải chăng người trao cho riêng mình tôi? Dẫu đã biết anh không hề yêu nhưng vẫn mơ mộng nhiều. Vì em lạnh lùng băng giá, còn tôi con tim thật thà, nên mình tôi ôm lòng đêm nhức nhối. Xa là nhớ đêm nằm mơ, mơ tình ta xanh như bài thơ. Ánh trăng sáng soi màn đêm đưa tình yêu qua thêm. Vì sao người không nhận lấy để tôi hoang mang tháng ngày? Anh ở đâu cho tình tôi miên man? Vì qua ngày gió hết cao vì anh hững hờ. Một mai đường xa chung đôi, ân tình tuyệt vời lên ngôi. Những phút đầu từ như phép màu, sưởi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu. Để đêm mùa đông trôi xa, nụ cười rạng ngời trên môi thiết tha. Gió thét gào vì anh hững hờ, dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ. Một mai đường xa chung đôi, ân tình tuyệt vời lên ngôi. Thật ra thì không phải là một đôi đâu quý vị, gọi là bốn người hát hai đôi hẳn hoi đi kìa. Hai người kia hát mà không mở micro thôi, sung dữ vậy. Cho một tràng pháo tay hai huấn luyện viên nữa. Trong lòng anh rất là trông chờ phần biểu diễn của Phú Lương và Lê Chinh, tại vì anh thích cặp đôi này lắm. Anh nói phần đầu thôi nha, tách rời nhau ra thì 5 điểm thôi, nhưng mà khi dính vô chung á toàn là 10 điểm. Dĩ nhiên khi tụi em vào thì hòa quyện rất là hay. Anh hoàn toàn là chấp nhận hết tất cả những điều hòa quyện đó. Chỉ có đúng bài đầu tiên á, nó bị rời xíu thôi, thiếu cảm xúc. Còn nhìn chung là một tiết mục bùng nổ và dàn dựng quá là đỉnh đi. Chúc mừng các em. Dạ, xin cảm ơn. Đan Trường có lời khen cho bạn Trinh. Tại vì bạn giống như đang bước một vùng đất mới và đang làm quen với vùng đất đó. Và bạn làm
rất là ổn. Và có lẽ là do bạn bạn Luân hát quá tốt nên là bạn Trinh sẽ bị cái sự so sánh làm cho em hơi bị lép chút xíu. Nói chung là tiết mục này đối với anh là một tiết mục hoành tráng nhất. Cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn. Nuôi muốn hỏi các bạn là có bao giờ các bạn cảm giác rằng là nghe những lời góp ý đó xong mình phải cảm thấy vui hơn không? Vì Nu đang rất là vui. Cặp nào Nu cũng được nghe rất là nhiều những lời góp ý. Và càng góp ý thì Nu càng rất là vui. Vì vậy cho nên rằng là giả bộ thôi. Các bạn cứ hãy nhận những lời góp ý đó trong cái niềm vui của mình. Và hãy nở cái nụ cười đó để cảm ơn các anh các chị vì đã góp ý cho mình đi. Bỗng nhiên bây giờ Nu lại nhớ đến một câu nói của anh Đàm Vĩnh Hưng. Đó là phận thí sinh luôn luôn đứng ở trên sân khấu để cho mọi người khác phán xét và không bao giờ có thể trả lời lại được. Nhưng không, quan điểm của Nu rằng là các bạn, sự tiến bộ của các bạn qua từng ngày sẽ là câu trả lời thích đáng nhất dành cho tất cả các huấn luyện viên cũng như tất cả các người theo dõi các bạn. Oh yeah. Tiếp lời đi Minh Tuyết. Tài sự thích đáng nghe nó ghê quá. No. Lê ơi. Và các bạn thấy là Phú Luân, Lê Chinh hát tiết mục này như thế nào? Hay quá. Chị nghĩ rằng là vì Hưng kỳ vọng của tụi em rất rất là nhiều với tụi em như là hai người ca sĩ professional, có nghĩa là chuyên nghiệp, lên sân khấu hát là phải hoàn chỉnh tất cả. Nhưng mà nếu tụi em là professional thì tụi em không đứng đây thi, mà tụi em đã đi show mất tiêu rồi. Cho nên những cái khuyết điểm của tụi em cũng nên khắc ghi. Nhưng đối với một cặp thí sinh đi thi như thế này, đối với chị là chị thấy rất tốt và chị rất hài lòng về tiết mục của hai tụi em. Không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương. Ở đâu nay nỗi nhớ anh mơ về bên em, ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau hơn. Đêm nghe tiếng mưa rơi, đêm mây chiều hàn rồi mà chưa vơi nỗi nhớ. Ở hai đâu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn. Ở hai đâu nỗi nhớ nghĩa tình đậm thắm hơn. Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, bên nắng đốt bên mưa quay. Chẳng thể nào che anh được, chứ rụt rời thương ngây mây trăm mãi lợp, rụt rời nhớ mây đang vòm xanh. Nghiêng sườn đông mà che mưa anh, nghiêng sườn tây xòe bóng ma. Rợp trời thương ngây màu xanh suốt mà anh nghiêng hết nay mấy về phương em, mà em nghiêng hết ấy mấy về phương anh. Đêm nghe tiếng mưa rơi, đêm mấy chiều hàn rồi mà chưa vơi nỗi nhớ. Ở hai đâu nỗi nhớ và thương sâu hơn. Oh.
bên nắng đốt bên mưa. Sơn Tây bên nắng đốt bên mưa quay, mà em nhưng hễ ấy mây về phương anh. Hai em quá tròn trịa và nó gần như là một bản thu âm hoàn hảo vậy. Giọng của Tuấn, anh cần em dày hơn chút nữa để cho cái ngọn gió cực kỳ nguy hiểm trong giọng hát của Thúy đó nó được quấn quanh cái vách núi của em, nó sẽ bay bổng hơn đó. Em đang bị là một ngọn, chỉ là một ngọn đồi thôi đó, mà ngọn gió này sẽ cuốn xoáy hết tất cả những ngọn cỏ trên đó, tại giọng Thúy quá dễ sợ đi đó. Quá hay và quá chính xác, sắc sảo nữa, tại vì đây là tới vòng thứ 3, thứ 4 rồi. Anh muốn cần một cái gì đó nó khác hơn nữa. Cái màu sắc âm nhạc tụi em đã lựa chọn, ở tính chất một cuộc thi này nó đòi hỏi những cái khác hơn, thì anh muốn vòng sau anh nghe được một cái gì đó nó lạ hơn, nó đời hơn một chút nữa, và nó bước ra khỏi Thúy và Tuấn mà chúng ta đã từng gặp. Chúc mừng phần thi vừa rồi của tụi em, rất tình cảm. Khi xem hai bạn hát Đan Trường không có cảm giác hai bạn là đang thi, mà giống như là hai người đang trình diễn cho khán giả xem. Một cái sự mà trình diễn rất là hoàn hảo. Và anh Đan Trường cũng xin tiếp lời anh Thân rằng là tính vào thời điểm này thì Đan Trường và Cẩm Ly là cặp song ca thể hiện được rất nhiều thể loại. Nên là về vấn đề mà chuyển phong cách cho các em thì sẽ có ngay. Là các em sẽ chuẩn bị tinh thần nha, cố gắng. Tôi mới cài một câu thôi là biết rằng là chiến lược của đội kia chuẩn bị làm cái gì liền đã. Đó là cách của tôi khựi hàng ra trước để không, coi trước. Tại vì cái này á, tự nhiên Hưng khựi hàng cái tự nhiên cái trường lộ hàng chứ gì. Ủa vậy đó hả? Cái gì mình mới biết thôi mà... cho tràng pháo tay lỡ lộ hàng rồi. Cho em giây phút yên bình, đừng nói thêm chi lời yêu. Em đã sống trong hy vọng, một mình anh đâu nghĩ gì. Sẽ chẳng tiếc thương mong chờ, đành chôn vui và quá khứ. Người ấy cứ ngỡ đắm say một đời, nào hay tình anh đổi trao. Chắc đến lúc ta nên dừng lại để nghe nhịp tim của mình. Cô thân thân bao đêm dài, kề vai mà vẫn hững hờ. Em sẽ bước trên con đường dài, một mai chẳng còn chung lối. Và đốt cháy hết yêu dấu hôm nào mà anh vô tâm đánh mất. Đừng thương tiếc chi khi anh tình xưa đã mãi mãi xa tầm tay. Đừng níu kéo chi một lần nghe nhạt phai vì ai thay đổi. Thời gian sẽ qua khi ta lặng yên để xóa đi bao vết thương. Còn vương vấn chi thôi bao bờ mi tìm cho đôi ta lối riêng của mình. Em sẽ thôi vì anh sẽ thôi không mộng mơ, sẽ không chờ chờ vứt hết mưa hết đi để yêu thương là vô bờ. Nhắm mắt không quên đi, nước mắt sẽ khô vài xem tình ta là giấc mơ. I don't wanna think about you baby, I don't wanna think about you baby. Đừng thương tiếc chi khi anh tình xưa đã mãi mãi xa tầm tay. Đừng níu kéo chi một lần ghen nhạt phai vì ai thay đổi. Thời gian sẽ qua khi ta lặng yên để xóa.
Cảm ơn Bảo Anh và Bảo Trân. Chúc mừng Bảo Sơn và Quang Tiến. Nếu
không thành. Điệp ơi lan cắt tóc quên đời vì anh. Nhưng ai đâu ngờ lời xưa đã chứng minh khi tình tan vỡ. Lan đau buồn quá khi hay đêm đã đi say quá chúa cây duyên đành lỡ vì ai. Bao nhiêu niềm vui cũng vui chôn từ đây, vui chôn từ đây. Điệp chỉ là anh đã quên rồi không ước hẹn. Có lẽ họ đẹp, họ sang, họ nhà cao, cửa rộng, nên anh đắm anh sai, anh mơ anh mong, còn nhớ thương chi người con gái quê. Sao trên bên đời những người đi rồi có bao giờ trở lại bên sông xưa. Thôi còn chi đâu mà mơ ước đợi chờ, một lần đưa tiền là trọn đời mình vĩnh biệt. Thôi điệp còn nhớ đơn lang không thiền môn bạn lòng mà chi. Từ ngày lỡ mối tình si, thân làng gửi chung từ bi trọn đời. Một mai qua cơn mê. Minh Thảo, thưa quý vị, khi Minh Thảo mà hát cái đoạn cải lương
thì là một điều hết sức bất ngờ và thú vị. Và có lẽ đây là một cái cảm xúc mà huấn luyện viên Cẩm Ly trong số các huấn luyện viên sẽ cảm nhận nhiều nhất, vì chính cái vai Lan mà tôi đã từng đi xem tại nhà hát Bến Thành đã lấy không biết bao nhiêu là nước mắt của khán giả. Và bản thân Cẩm Ly khi đã hết vở tuồng chào khán giả rồi vẫn không có ngăn được dòng nước mắt của nhân vật. Tự nhiên khơi gợi là sao ta? Thì tôi thấy bạn sắp khóc, tôi cho bạn khóc luôn. Anh ác về em quá. Trong chương trình này em cố gắng là người đàn ông mạnh mẽ. Vẫn ta áo dài đó, mái tóc và là bài hát đó, nó gợi nhắc cho em rất là nhiều kỷ niệm. Cứ khóc đi Tư. Thưa quý vị, tại vì nhân vật Điệp thì như của Đàm Vĩnh Hưng cũng đã từng tham gia tác phẩm này, cũng còn nhớ một cái người rất là tâm huyết mình ngành tân nhạc, nhưng anh ta thử nghiệm, thể nghiệm trong cải lương như là một người cải lương thực thụ đúng chất luôn, và đã mời Thu Minh vào vai Thúy Liễu, mời Cẩm Ly vào vai Lan, và Đàm Vĩnh Hưng cùng với Phương Thanh thì hát những đoạn tân nhạc. Đó chính là nam ca sĩ Minh Thuận đã đóng vai Điệp cùng với Cẩm Ly. Vâng, có lẽ là em đã sống trong nhân vật này, nó có lẽ là em mê cái nhân vật này và em đã sống trọn vẹn với nó. Tuy rằng thời gian tụi em diễn thì ít, nhưng mà gặp gỡ và tập luyện với nhau, có lẽ là anh em coi như là thấm với nhau hết. Cho nên là nhân vật này và bài hát này, và đặc biệt là cái sự mất mát vừa rồi nữa, em không thể nào, không biết nói lên thế nào. Và sau cái khi mà em đã cùng anh Thuận đóng vai này rồi thì anh Thuận, em biết em cũng vậy mà anh Thuận cũng vậy luôn, cứ là mỗi lần gọi điện thoại là anh em không gọi tên nhau tên nữa, thế là alo cái gì vậy anh Thuận, mình hỏi đàng hoàng, nhưng ảnh không bao giờ ảnh nhận Ly ơi anh nè, không Điệp đây, Điệp nhớ Lan, cứ thế thôi, thành nó cố định như thế, lúc nào như thế. Và em cũng sống trong nhân vật mê, em nghĩ ảnh cũng vậy, ảnh sống và nó ăn sâu, cho nên là khi mà thấy lại thì em không thể nào chịu nổi. Em xin lỗi là không thể ngăn được cảm xúc. Và hôm nay thì nói về tiết mục thì ai cũng biết là đây là sở trường của Thảo rồi, nhưng xin lỗi, hôm nay mọi sự tình đặt để tình cảm của chị gửi hết vào sớt. Hôm nay sớt hát rất mộc mạc, nhưng chị cảm nhận hết tất cả cái tình trong giọng hát của sớt. Sớt được ông trời tặng cho một cái điều món quà vô cùng đặc biệt, là tự nhiên hoàn toàn. Nói chung là hai cái nhân vật này là kỳ lạ lắm. Nói tới Thạch Sớt là như Minh Tuyết nói, sau chương trình này người ta nhớ đến Thạch Sớt nhiều nhất, là đúng. Em đã làm rốt tức tiết mục này, anh rất là hạnh diện, cảm ơn các em. Vâng, Dương Triệu Vũ đã lấy được bình tĩnh rồi, cười được rồi, xin mời bạn. Sớt ơi, mặt đừng căng nữa, có thể cười cái được không? Khi mà xem Sớt diễn á, Thảo là Vũ an tâm 100% rồi. Nhưng mà khi mà Sớt diễn với Thảo là Vũ lo lắm, chỉ sợ lâu lâu ông này ông nổi hứng, ông nói câu gì vô nữa là trớt quớt hết. Cho nên là khi mà mỗi khi mà đang hát cải lương mà ông cầm cái mic lên vậy là Vũ ngồi Vũ run, trời đừng nói gì nha Sớt, đừng nói gì nha Sớt. Cho nên hôm nay á là Sớt làm rất tốt, nhất là cái bài Qua Cơn Mê hát rất ngọt ngào. Nhắc lời vô một chút. Gì? Tuyết, vậy nè Tuyết, tới mức độ vậy luôn nè. Học vô trong hỏi cái bài, anh hát lại cho nghe coi. Anh lại về bên em, nói hay là anh muốn em làm anh lại về bên em. Nói, mình hát bình thường thôi. Không phải, cái phải cái lại nó giống như là mình lại về phải không anh? Vậy luôn đó. Nó ngây ngô mà nó như em bé nó lại. Có nhiều cái chỗ không hiểu được. Rồi, hồi nãy đó thì thật ra trong lúc mà Minh Thảo á hát cải lương thì tôi nghĩ là làm sao người Campuchia, gốc Campuchia mà hát cải lương được đây, thì bây giờ hát được may không? Mà nén lại không. Trời hát ơi, lúc đó còn được. Bây giờ thì có hát được không? Hồi đó giờ em chưa hát giọng cổ cải lương lần nào hết, nhưng mà em chỉ nhái giọng cho vui thôi, như nhái giọng khác. Được, chuyện có được không? Quá tuyệt vời. Mấy năm cách biệt mình gặp lại nhau, cúi mắt ngỡ ngàng đường ai nấy đi, giờ em ván đã đông thuyền, cuộc đời con gái qua rồi,
từ ngày bước sang thuyền hoa. Còn bài cải lương em để đâu? Giọng cổ, giọng cổ. Giờ cuộn tình chia hai lối. Từng đêm xuống nước mắt âm thầm rơi. Thôi cái này không phải cải lương. Thấy chưa, đừng có bài ra tôi nói. Thôi anh đừng bài ra đâu. Được rồi. Được rồi. Giọng cổ, hát giọng cổ giống như cô này, cô hát giọng cổ. Nè 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 nè. Trời ơi bay xa cơ giữa chiến trường to tiếng nên gió đông sương đành chia tay vĩnh biệt với bạch thu hà. Cái vạc, cái nông, sao mày dẫm lúa nhà ông? Hỡi con, không không, tôi đứng trên bờ, mẹ con nhà nó đổ ngờ cho tôi. Hoài niệm tuổi thơ thơm ngọt ruộng đồng bát ngát, nắng lấp loáng chiều vàng mênh mang chân trời. Ta lưng trâu về nghe xa lời mẹ gọi, đơn sơ mái tranh nghèo có thương con dại lặn lội phương xa. Vách núi gió ùa về đêm có gió ngồi nghe mưa đông lạnh thương ai mong ai. Phần đời nào chết lam lũ gió sương nơi quê xưa nghèo lắm, đêm năm canh mòn mỏi ngày tháng ngang giữ người từng đêm vẫn nhớ thương. Chim ơi mang lời nhắn theo mây gió về nhà. Cháy rát ngày hè xa xa ngôi trường, đôi chân băng rừng qua bao chặng đường về. Dù
rung rinh đám hoa dại, có cây bên đường rộn ràng tiếng hát. Bé gái dáng hiền hòa, sơn ca mơ màng, quê hương em là trăm câu dân ca. Dịu dàng vầng trăng xưa thanh bình, tròn câu hát bé thơ, xa bao nhiêu là nhớ, đây dưng dưng kỷ niệm. Kìa ai ơi quê mình đẹp hơn những bức tranh, xanh bao la tình thắm, nghe thơm hương ngọt lành. Lắm sông kia không ngừng chảy, này bao nhiêu chân tình còn xanh mãi. Thương nhớ ngày xưa khi còn nằm nỗi nghe mẹ thương nhớ ngày xưa khi còn nằm nỗi nghe mẹ hát câu dân ca. Đêm trăng thanh vời vời, hồn ai mơ màng, nghe xa xa từng lời mẹ ru con. Chúc mừng Trần Hữu Tuấn và Bùi Thị Thúy với tiết mục Quê Mẹ. Vũ rất là cảm động, tại vì Vũ thân là một người lớn lên ở nước ngoài, nhưng mà Vũ luôn yêu những bài dân ca. Nhạc dân ca Việt Nam mình nó có một cái điểm chung, đó là sự hy sinh, cái sự khổ cực của cuộc sống. Nhưng mà người Việt Nam mình luôn rất là mạnh mẽ và luôn luôn vượt qua tất cả những gì mình phải đối chọi. Hai bạn hát quá. Cái cách hát mà nó chính xác, đặc, nó khủng khiếp như vậy đó, rất là hiếm có. Ở Việt Nam này có một người thôi, nữ hoàng Hương Lan đó. Cách hát không bao giờ bị trầy xước hay là rè, nó rất là thánh thoát. Thì Thúy có được cái giọng hát thiên thần đó, cộng với cái sự mà tình cảm ngọt ngào mà nó êm như một dải lụa, như một thảm cỏ trên đồng quê của Tuấn nữa. Thì anh ngưỡng mộ, rất ngưỡng mộ. Cảm ơn anh Đăng Hưng và Như Dũng rất nhiều. Và tôi rất là tiếc cho huấn luyện viên Đăng Trường và Cẩm Ly, bởi vì cái khả năng này đưa vào vòng chung kết thì để thổi sáo nó mới tuyệt vời. Bây giờ đưa ra sớm quá, không biết còn gì. Anh còn người ta vô cái khác anh đâu biết đâu. Mình đang khích tướng mà. Thì em đang cũng khích cho show ra hết cho rồi đây nè. Thật ra thì làm sao mà biết ai sẽ đi đến vòng cuối cùng, rủi lúc không có cơ hội sao. Cho nên là cái thổi sáo này á, cũng là một cái đề nghị của Tuấn. Tuấn có nó chia sẻ rằng muốn được thổi sáo, về nhà tập luyện rất là kỹ để có thể làm được như hôm nay. Nhưng mà nhiều khi á, ảnh áp lực. Tự nhiên á, anh chưa gì anh bước ra khỏi cái ghe đó rồi là bắt đầu là tôi nhìn anh là tôi nói rồi, nghĩ sao mà bước ra trong khi cái micro nằm ở trong đó nhìn ảnh. Bắt đầu lúc đó ảnh mới lùi lại lấy cái micro là ảnh quên.
Và hôm nay thì những lời khen của anh chị dành cho mấy em rất là nhiều rồi. Tự hiểu ha, tự suy nghĩ. Chứ chị cũng không biết nói gì nhiều thêm. Cái là khen thiệt, nó thật tâm. Lấy danh dự nghề nghiệp là khen quá xuất sắc. Nghe mà giao cho anh làm một cái đoạn như vậy, anh chắc chắn anh hứa là thua, anh trả tiền lại không hát. Không sao hát được. Nghe mà được, tất cả mọi thứ cả nghe mà sướng á chị. Cái cảm giác mà nó cái sự hoàn hảo ở trong cái giọng hát á. Ngay cả cái ngân nhá, xong rồi về cái chữ lại chữ lành, ngọt lành thôi. Nó vô với nhau mà có cái câu mà Thúy vuốt ra đó, trời nó đẹp giá mang, họ ba bốn lần như vậy luôn. Hoàn hảo luôn. Nhưng mà cái câu kết mà câu hò mà nó chuyển một nấc để mà kết thúc. Luyến tại vì ta có một lần thôi là em quằn thêm lần nữa, nhưng mà ý là cái độ khớp của độ khớp đó. Ngay cả anh và chị Cẩm Ly hát 20 năm cũng không được như vậy.